đình chỉ công tác nữ giáo viên liên quan nghi vấn cặp bồ đang hot rần rần trên mạng. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào chiều ngày 19 tháng 8, ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thanh Lê cho biết, lãnh đạo địa phương đã yêu cầu ban giám hiệu trường mầm non thị trấn Thanh Lê báo cáo về những ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến cô giáo của trường. Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô giáo Trương Thị L làm giải trình. Nhà trường cũng đã tạm dừng công tác giảng dạy đối với cô L để giáo viên này tập trung viết tường trình, ông Trịnh cho hay. Theo ông Trịnh, sau khi nhà trường có báo cáo về sự việc, đơn vị cũng sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện xem xét mức độ vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể. Trước đó, vào ngày 18 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo, đoạn chat giữa một người được cho là nữ giáo viên đã lập gia đình đang công tác tại trường mầm non Thanh Khê, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Với một người đàn ông cũng đã có gia đình thể hiện dấu hiệu mối quan hệ tình cảm bất chính. Nội dung đoạn chat khiến cư dân mạng dậy sóng bởi người được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như dưa xào lòng, thịt chó, chứa nhiều chất đạm cho người tình để có thể nâng cao cuộc vui giữa hai người. Bài viết này nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt người quan tâm, chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kèm theo những bình luận trái chiều. Hầu hết các bình luận đều cho rằng nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời tỏ ra e ngại nếu giáo viên này vẫn tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục, trực tiếp dạy dỗ uống nắng các cháu nhỏ còn như tờ giấy trắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về vụ việc trên kênh YouTube Tình 3 Phút.